Em lỡ yêu một người đàn ông đã có vợ thì làm sao hả chị? Đây không phải là lỡ mà là sự lựa chọn của bạn. Nhưng chắc chắn là bạn đã chọn con đường oan trái đầy đau khổ, bởi vì đàn ông có vợ nếu như có cơ hội thì gần như họ đều ham của lạ và muốn vui chơi qua đường. Bởi vì đàn ông mà gặp phụ nữ dễ dãi thì họ đều muốn lên giường. Nhưng ý định ban đầu của đàn ông chỉ là để xả, chứ ít khi có ý định bỏ vợ để đến với bồ. Anh ta có thể ngọt ngào, có thể chu cấp, thậm chí những anh mà có điều kiện có thể cho bạn nhiều hơn những thứ mà bạn mong cầu. Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là trao đổi giá trị. Nếu bạn xác định đây là một mối quan hệ vui chơi vì vật chất rồi bạn quen, chứ để mà nói về giá trị hay là tương lai của mối quan hệ thì không có. Cho nên chị em phụ nữ nên tỉnh táo, bớt ảo tưởng. Là phụ nữ ai cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, thế nhưng bạn lại quen một người đàn ông đã có vợ là bạn đang chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, là trái với luân thường đạo lý, trái với chuẩn mực xã hội. Có những bạn nữ ban đầu chỉ vì một mục đích nào đó như là vì vật chất chẳng hạn, nhưng mà càng quen thì lại càng yêu thì lại càng phụ thuộc, mà càng phụ thuộc thì lại càng muốn chiếm hữu và hành xử sai khiến cho người đàn ông chán và bỏ rơi không thương tiếc. Cái kết thì cũng chỉ là đau khổ mà thôi. Vậy nên bạn hãy tỉnh táo lên nhé.